Xin chào mọi người, trên tay mình hiện tại đang là một sản phẩm mới của thương hiệu WeGo, một chiếc tai không dây có tên là WeGo Earbuds Pro 2 ANC. Và đây là một cái sản phẩm cải tiến từ cái chiếc Earbuds Pro 2 SE đã ra mắt trước đó và mình đã có video đánh giá ở trên kênh rồi. Và cái điểm nổi bật nhất của cái mẫu tai nghe này đó là chỉ với mức giá 600.000 nhưng mà mọi người có được tích hợp cái tính năng chống ồn chủ động nha. Thông thường thì với 600.000 thì cũng không quá khó để mua một chiếc tai nghe không dây, nhưng mà để mà một cái chiếc tai nghe không dây ở tầm giá đấy mà tích hợp chống ồn thì nghe có vẻ hơi điên rồ đúng không? Nhưng mà WeGo họ đã biến cái điều điên rồ đó trở thành sự thật. Và bây giờ thì mình sẽ unbox cái chiếc tai nghe này để cho mọi người xem là nội dung bên trong nó những gì và có thật là cái việc chống ồn mẫu tai nghe này nó hoạt động hiệu quả hay không. Ok. Dù chỉ có mức giá 600.000 thôi nhưng mà mình thấy là WeGo Earbuds Pro 2 ANC nó được đóng gói rất là tử tế và chỉnh chu nha. Đây chúng ta sẽ có một số các phụ kiện đi kèm, như là chúng ta sẽ có một cái cây silicone, bên trong thì sẽ có một cái móc khóa nữa để chúng ta có thể là treo vào trong ba lô hay là vào túi sách. Bên đây chúng ta sẽ có một cái dây, đó là USB ra cổng Lightning nha, giống trên những cái dòng iPhone. Và cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Earbuds Pro 2 ANC. Đó thì ngoại hình thì như mọi người thấy là nó không khác gì chiếc AirPods Pro hay là AirPods Pro 2. Ở đây thì mình có luôn một cái chiếc AirPods Pro cho mọi người tiện so sánh nha. Đây mình đặt như này thì chắc chắn là mọi người không thể nào phân biệt được đâu là sản phẩm của Apple và đâu là sản phẩm của WeGo đúng không ạ? Đây khi mà mình mở ra này, nó cũng giống nhau hoàn toàn luôn ấy. Đó, như kiểu là hai cái chiếc tai nghe sinh đôi vậy. Cái điểm duy nhất mà chúng ta có thể phân biệt được đó chính là cái phần mặt sau. Ở đây chúng ta sẽ có là cái phần logo WeGo Earbuds Pro 2 ANC này. Đó, thấy không? Thì bên đây chúng ta sẽ có là Design by Apple in California. Đó, nó khác nhau một chút như vậy thôi. Và tất nhiên rồi, cái sản phẩm của WeGo thì cái độ hoàn thiện cũng như là sự chắc chắn thì nó không thể nào bằng được cái sản phẩm đến từ Apple. Và cá nhân mình nhá, thì mình hơi chưa hài lòng lắm về cái phần bản lề của con này. Đây mọi người nhìn này, mình có thể mở ra mở vào này. Thì nó có cái tiếng hơi kéo kẹt một tí. Đây, mình sẽ để gần lại. Đó, mọi người nghe rõ không ạ? Thì mình nghĩ là cái điều này nó sẽ biến mất sau khoảng một thời gian mọi người sử dụng. Còn mới đầu thì nó sẽ hơi khó chịu một chút như vậy, nhưng mà mình nghĩ là nó không quá ảnh hưởng lắm đến cái trải nghiệm sử dụng đâu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái mẫu tai nghe này. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận được đó là nhờ cái việc mà có thiết kế giống AirPods Pro, cho nên là cái việc đeo hay là sử dụng cái mẫu tai nghe này nó cực kỳ là thoải mái và dễ chịu. Nếu như mọi người đang yêu thích cái mẫu tai nghe AirPods Pro 2 nhưng mà lại chưa có đủ ngân sách để có thể là sở hữu cái mẫu tai nghe đó, thì có thể xem đây như một cái phương án thay thế nó kinh tế rất là nhiều. Chúng ta chỉ phải bỏ ra cái số tiền bằng 1/10 thôi. Cụ thể đây là khoảng 600.000, tính xương xương là khoảng 12 bát phở đi cho dễ. Thì chúng ta có thể sở hữu một cái sản phẩm nó tương tự như là chiếc AirPods Pro 2, thiết kế y hệt, tất nhiên là về chất âm hay là về những cái tính năng khác nó không thể nào bằng được rồi. Nhưng mà mình nghĩ là với cái số tiền như vậy thì nó hợp lý, cái hiệu năng thì giá tiền nó tốt hơn rất là nhiều. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói qua một chút về cái thông số kỹ thuật nha. Chiếc AirPods, mình xin lỗi, Earbuds Pro 2 ANC nó có thông số kỹ thuật nó khá là ổn. Chúng ta có Bluetooth version 5.1 này, có thời lượng pin trên tai là khoảng 3,5 giờ. Và con tai này thì nó không có chống nước nên là mọi người lưu ý khi mà sử dụng ngoài trời nha. Cái trải nghiệm thực tế thì mình thấy là với việc mà chúng ta đi xe máy, chạy xe ở vận tốc như tầm 30-40 cây, hay là mọi người ở nhà mọi người nấu nướng này, chúng ta để điện thoại phòng khách, chúng ta vào bếp nấu nướng thì cái khoảng cách nó không quá xa. Và mình không gặp vấn đề gì về cái việc kết nối cái mẫu tai nghe này. Nó cực kỳ là ổn định và không có bị giật lag hay là mất kết nối. Về thời lượng pin thì 3,5 giờ nghe có vẻ ít hơn những cái mẫu tai nghe hiện tại đó. Nhưng mà với cá nhân mình nha, thì mình sử dụng cái tai nghe không dây chỉ khoảng tầm 2-3 tiếng một ngày là căng thôi. Và chưa kể nữa là những cái khoảng nghỉ thì mình thường cho tai vào trong hộp để sạc pin. Cho nên là với cái nhu cầu như vậy, mình nghĩ là 3,5 giờ nó vẫn đủ đáp ứng một ngày dài sử dụng. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói về cái phần mà chắc là mọi người sẽ quan tâm nhiều nhất, đó là cái phần tính năng. Thì cái mẫu tai nghe này nó có 3 tính năng cơ bản, đó chính là tính năng thông thường này, chế độ thông thường, chế độ xuyên âm và chế độ chống ồn chủ động. Thì mới đầu khi mà để cái chế độ thông thường hay là xuyên âm thì mình không quá ấn tượng lắm với con này. Thì nó hoạt động thực ra cũng ok, cái khả năng xuyên âm của con này cũng khá là ok. Tuy nhiên khi mà mình chuyển sang cái chống ồn chủ động thì mình đã bị hơi bất ngờ một tí, bởi vì chống ồn của con này nó hoạt động quá hiệu quả đi mọi người ơi. Khả năng chống ồn của con này nó không hề thua kém gì so với những cái sản phẩm tầm trung đến từ các hãng danh tiếng nha. Mình không hề nói quá bảo là con này chống ồn ngang với những cái dòng cao cấp như là AirPods Pro 2 hay là Sony WK
F1000XM4 thì hơi quá, nhưng mà để so với những cái sản phẩm tầm trung thì mình nghĩ là AirPods Pro 2 ANC nó không hề thua kém một chút nào đâu. Ở đây thì mình có luôn một cái chiếc sản phẩm đến từ Jabra là con Elite 5, và mình đã thử nghiệm trực tiếp, mình đeo hai cái mẫu tai nghe này bật chống ồn chủ động và xuất hiện ở những cái nơi có môi trường nó rất ồn ào, như là trên xe buýt này, ở một cái cửa hàng mới khai trương họ chơi rất là nhiều các cái nhạc cụ, hay là ở một cái buổi concert hòa nhạc đi, thì mình thấy là cái khả năng chống ồn của chiếc Wigoo AirPods Pro 2 ANC này nó hoạt động cực kỳ là hiệu quả. Mình nhấn mạnh là nó hiệu quả một cách rõ rệt và cái tiếng ồn nó được giảm thiểu một cách đáng kể nha. Tất nhiên là nó sẽ chỉ giảm những cái âm thanh ở tần số thấp thôi, còn với những tần số trung và cao thì nó sẽ không không quá là rõ rệt đâu, bởi vì là như thế thì chúng ta sẽ không nghe được những cái tiếng còi thông báo, nó cũng hơi nguy hiểm đó. Thì đa phần các nhà sản xuất thì họ đều làm như vậy thôi, chứ không riêng mình Wigoo. Và khi mà mình đeo cái chiếc Jabra Elite 5 này lên bật chống ồn chủ động thì cái mức độ chống ồn nó cũng chỉ ngang bằng, thậm chí có phần là kém hơn là cái chiếc AirPods Pro 2 ANC này nhá. Mình không hề nói quá hay là mình tâng bốc cái sản phẩm này của Wigoo đâu, mà thực sự là cái khả năng chống ồn của nó quá tốt đi. Xuyên âm thì chắc chắn là không thể nào bằng được Jabra rồi. Jabra thì cái khả năng xuyên âm, cái mic đàm thoại của họ nó chất lượng hơn rất là nhiều, thì cái đó chúng ta không bàn đến. Tuy nhiên mình nói chống ồn chủ động thì chiếc tai nghe đến từ Wigoo nó cho một cái hiệu năng hoàn toàn là vượt trội so với tầm giá của mình. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cái phần chất âm, thì đây có lẽ là cái phần mà kém nổi bật nhất so với lại thiết kế hay là tính năng. Thì rõ ràng là với một mức giá 600 ngàn thì khó lòng đòi hỏi được nhà sản xuất phải trang bị phải phải cho cái chiếc tai nghe này một cái chất âm nó quá nổi bật hay là quá ghê gớm đi. Nhưng mà tổng thể lại thì mình thấy là âm của Wigoo AirPods Pro 2 SE, sorry mọi người, là AirPods Pro 2 ANC nó rất là đồng đều ở cả ba giải. Cái màu âm nó khá là ấm và dễ nghe, phù hợp cho nhiều thể loại nhạc khác nhau. Tất nhiên là để mà so sánh với những cái dòng sản phẩm cao cấp hơn hay là các sản phẩm đến từ Apple, như AirPods Pro này hay là AirPods 3 thì nó sẽ không thể nào bằng được. Nhưng mà mình nghĩ là với cái tầm giá 600 ngàn thì nó cũng không thể nào mà chê được cái chiếc tai nghe này ở cái điểm là chất âm. Đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình chia sẻ lại với mọi người về cái mẫu tai nghe này. Và thực sự là 600 ngàn chống ồn chủ động trên AirPods Pro 2 ANC thì là mình quá là bất ngờ đi, và mình không thể tin được là bây giờ tai nghe chống ồn nó lại rẻ như vậy. Nếu như mọi người cảm thấy mà mình nói nó hơi bị khoa trương hay là có điều tâng bốc, mọi người không tin thì mọi người có thể là tới trực tiếp Song Long Media, mọi địa chỉ trên toàn quốc nha. Hiện tại Song Long Media đã có 3 chi nhánh trên toàn quốc, mọi người đến trực tiếp đó trải nghiệm mẫu tai nghe này bật chống ồn chủ động lên và thử so sánh xem, thử cảm nhận xem là cái điều mình nói trong video nó có bị nói quá hay là mình tâng bốc tai nghe này hay không nha. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ phải xin chào mọi người, và nếu như mọi người thấy cái video này nó hay cũng như là giúp ích cho mọi người thì hãy ủng hộ mình bằng cách là để lại một like cũng như là một subscribe để mình có thêm động lực làm những video mới nó chất lượng hơn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.